Rồi, ngồi ghế luôn. Bên trái, rồi ngồi xuống. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. Chúng ta đã ngồi đối diện nhau rồi ha, cách nhau một cánh cửa trái tim thôi. Bây giờ hai bạn hãy giới thiệu cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Em chào chị Tường và chào tất cả anh chị trong ngày hôm nay. Em là Viên Đình Hùng. Em cái gì Hùng? Viên Đình Viên. Hùng. Viên Đình Hùng, họ Viên. Dạ vâng. Nghe cũng lạ lạ. Em quê gốc thì ở Thanh Hóa. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hùng năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em năm 27 tuổi ạ. Hiện tại mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan đó chị. Làm ở đó được mấy năm rồi? Năm 24 đến giờ. Cũng lâu rồi ha. Dạ. Đang ở với ai? Ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở với em trai của em. Hai anh em vào đây. Dạ vâng. Và ba mẹ còn ở ngoài quê. Dạ vâng, ba mẹ ngoài quê. Dạ. Mời em gái. Dạ. À, chào chị Cát Tường ạ, chào bạn bên kia ạ. Em tên là Trần Thị Quý, 26 tuổi. Nhưng giấy khai sinh của em là 94 là 25 ạ. Em hiện đang sinh sống tại Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc ở Bình Dương ạ. Quê mình ở đâu cơ? Quê em ở Phước Trị. Vào đây lâu chưa? Em vào cũng được 4-5 năm ạ. 4-5 năm. Ở với ai? Đang ở trọ hả? Dạ đúng rồi, em ở với bạn. Cái điểm mạnh điểm yếu của em là gì Quý? Chắc em cũng như mọi người vui vẻ hòa đồng ạ. Tính tự lập cũng được. Làm việc nhà hay gì đó thì nấu ăn cũng. Thì bây giờ ở trọ mà không làm ai làm cho ăn đúng không? Dạ. Bắt buộc vô cái thế ạ. Có điểm yếu gì không nè? Điểm yếu chắc em ngủ hơi nhiều. Ngủ nhiều? Thích ngủ. Mình đi làm giờ giấc mình sao? Dạ em thì đi trực ca, theo ca. Ca đêm thì 7:30, tối nay đến 7:30 sáng ngày mai. Vậy hả? Nhưng tối nay là em chưa được ngủ đó, giờ em về em mệt. 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Dạ đúng ạ. Rồi xong là đi quay luôn. Dạ. Để hẹn hò cũng hơi khó khăn. Dạ. Thế còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn và hòa đồng, vui vẻ chút. Tất cả công việc thì em làm được hết. Còn điểm yếu của em thì nói hơi nhiều, hơi nhát xíu. Nhát mà lại nói hơi nhiều, sao nghe nó ngược từng tuần nhát hay nói ít? Ý là nhát là như rồi bạn đối phương là như bạn gái gì đó. Nhát con gái thôi. Dạ, đúng rồi. Chứ còn bình thường mấy người mà quen biết công việc là nói nhiều. Dạ đúng rồi, nó hơi nhiều thôi. Hơi nhiều thôi, thấy nấu nhiều gì đó. Rồi, về tình trường thì sao Quý? Dạ em quen một mối tình chính thức, còn một mối tình thì được 1-2 tháng gì đấy là không quen. Một mối tình chính thức quen được bao lâu? 5.5 ạ. Chia tay bao lâu rồi em? 6 năm ạ. 6 năm rồi. Hồi đó là đi học đó chị. Nên một người học ở cũng xa, ít ra vô. Cũng còn trẻ quá đúng không? Lúc đó còn sinh viên. Nhưng mà 6 năm nay tại sao không quen ai? Cách đây 5.5 thì cũng có quen những giống như tình bạn, rồi mình chuyển qua yêu, nhưng mà không được nên thôi. Không được. Tại khá giống như mà khi thời gian em không có dành cho bạn nhiều á. Rồi bây giờ có thời gian không? Rủi giờ có tình yêu, có thời gian chưa? Chưa, giờ chưa. Cũng chưa luôn. Sẽ cố gắng thu xếp. Nhưng mà một ngày làm đêm, một ngày làm ngày hay là sao? Đêm xong rồi nghỉ 2 ngày. Thì 2 ngày đó có thể em đi học. Tại em đang học liên thông á. Có nghĩa là mình cũng có thời gian. Thời gian buổi ngày nhiều hơn buổi tối. Thời gian buổi nào cũng được. Nghĩa là cũng có thời gian rảnh dành cho người yêu mới được chứ. Còn em thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì hồi sinh mới sinh viên thôi. Còn mới đây thì cách đây hơn 1 năm. Kiểu như là cái nhiều cái suy nghĩ nó không được giống nhau lắm. Em suy nghĩ như thế nào, người ta suy nghĩ như thế nào mà không giống nhau, không giống nhau cái điểm nào mới được để mình nói ra, bây giờ mình chia sẻ để cho đối phương có thể rút kinh nghiệm được với mình những cái mối tình sau. Cái bạn đó thì kiểu là cũng chưa muốn lập gia đình, thì với lại cũng đang còn ham chơi nhiều. Em thì như là ngày trước thì đỡ, nhưng bây giờ thì cũng lớn xíu thì cũng muốn là lập gia đình rồi xây dựng cái tổ ấm của mình thôi. Bây giờ em muốn ví dụ như quen nhau tìm hiểu được thì hợp lý thì bao lâu tiến tới hôn nhân? Chắc là 6 tháng đến 1 năm. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho kết hôn chưa? Dạ đầy đủ hết rồi. Đầy đủ ghê vậy, đầy đủ mạnh dạng quá vậy. Đầy đủ là cái gì? Tiền cưới thì chắc là có rồi. Có rồi, vô đây dự định lâu thì mua nhà thì chắc cũng có dự định rồi. Có định hướng rõ ràng, ổn định ha, hợp lý. Rồi, em thích một mẫu người bạn trai như thế nào? Bạn đó cũng có tính tự lập tốt, thích làm việc nha. Thích làm việc nhà, cái này để hỏi em có làm việc nhà. Dạ có, em làm thường xuyên, ngày nào ăn uống thì tính em lo tới bật hết. Ta ở hai anh em trai với nhau à, đương nhiên làm anh phải làm rồi. Lo gì sợ ta làm giỏi hơn cô nữa đó cô. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Không thuốc, với lại không có thể dục thể thao. Đây bận bịu đi làm quá, có thể dục thể thao gì không? Dạ có chị. Có luôn hả? Giỏi gì? Tuần 2 trận đá banh, hút thuốc thì em không hút. Có nhậu nhẹt gì không? Nhậu nhẹt thì có,
chơi chút, chẳng như là công việc này như thế thôi. Ngoại giao được. Dạ. Chứ còn không có lạm dụng bia nhiều. Bạn này là rất là thẳng thắn, hỏi gì là trả lời dứt khoát. Mà tôi có bạn trai mà không biết nhậu là tôi bỏ liền. Buồn lắm. Buổi tối buồn, đi cả ngày công việc áp lực mệt, chiều hai đứa ra ngồi ăn cái gì con ốc con đồ không? Làm cái bia đồ vui mà. Chị thấy cuộc sống ok, có nghĩa mình đừng có kiểu mà bê tha say xỉn về đánh vợ đánh con thì cái đó không được. Đàn ông giờ thời buổi giờ mà không biết cái gì hết mới nó mệt đó. Nhậu nhậu sương sương như vợ thương ấy. À sương sương như vợ nó thương. Dạ. Rồi, em tìm một mẫu người vợ tương lai như thế nào? Thấp hơn em chút là được. Nhỏ nhỏ người thôi, cũng biết quan tâm gia đình. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Thế thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Cằn nhằn nhiều quá. Phụ nữ ai cũng cằn nhằn hết, nhiều buồn nhiều quá thôi. Dạ. Em thanh niên mà em còn nói em nói nhiều nữa. Phụ nữ phải nói nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà cái phụ nữ người ta không có để bụng. Người ta nói hoài nhây nhưa tại vì người ta cứ sợ là người ta nói mà bạn người bạn trai không muốn nghe. Dạ. Còn nếu như em thể hiện cho người ta thấy là anh nghe rồi, anh dạ, thực hiện rồi thì người ta sẽ không nói nữa. Dạ. Ngồi trong tấm hình này là ai đâu? Thôi em tìm đi. Người yêu em tìm chứ chị tìm mệt quá, em có hình không? Đâu đưa chị coi. Kiếm đi. Ảnh cao khoảng tầm 1m65 đúng không cưng? Dạ, thấp hơn xíu. Thấp hơn xíu khoảng tầm 1m63. Mặt mày cũng sáng sủa, trắng trẻo, đẹp trai. Trời ơi, hình đông quá vậy. Cô gái này cao khoảng chừng 1m55-56 gì đó. Tôi nói đại đó, tự đoán đi, kiếm cổ đi. Người nhon nhon, mỏng mỏng, nhỏ nhỏ, gọn gọn. Ừ, trúng ý rồi, trúng style rồi. Kiếm ra ảnh chưa? Em nghĩ là đây. Tại sao chọn anh đó? Thì chị nói trắng trắng. Cao 1m63 thôi nha, ông này là phải 1m73. Vậy thì anh này à, anh này thì... Lý do sao chọn anh đó? Gần thấp nhất rồi đó. Trời ơi, cô phải chọn theo cảm xúc của trái tim. Rồi bên đây. Bạn này chị. Tại sao chọn bạn đó? Cô này phải không? Dạ. Rồi để lát mở ra đi rồi hỏi cổ đúng không? Chứ hình nhỏ nhỏ quá chị, mắt yếu lắm. Dạ. Chị nhìn không thấy. Mở cửa trái tim. Các bạn hãy xem cái cảm nhận đầu tiên của mình hôm nay dành cho đối phương là đúng hay sai nha. Xin mời các bạn. Chào em. Đúng rồi. Đúng không em? Nãy chọn anh kia là trật đót lót rồi. Chọn 3 lần mới trúng. Đâu, chọn 2 lần cái nhiều. Lần anh này không trúng qua anh này thôi. Anh này là 1 rồi, đúng rồi. Chắc em đúng chị. Đúng không? Chị nghĩ chắc cũng đúng à. Phải cô đó không? Đúng rồi không em? Đúng. Ủa nhìn không giống à? Thế hơi giống. Cái cảm nhận đầu tiên nãy mình đoán xong rồi, khi mà cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận của hai bạn như thế nào? Trước khi cảm nhận thì cho em tặng quà cho anh. Rồi, tặng đi. Buổi tối năm nay anh sẽ tặng cho em bộ hoa. Xin cảm ơn. Em cũng có món quà tặng. Anh có đọc sách không ạ? Có, mình thi thoảng thôi, anh cảm ơn. Em tặng anh quyển sách này, hy vọng anh đọc nha. Ừ, đọc nha, chứ không phải về xong rồi quăng luôn đâu nha. Em mất buồn buồn yêu nhau, cái người ta hỏi cuốn sách nó nói gì, cái không nói rồi người ta giận đó. Về cái tựa đề của nó thì là bình thản yêu trong thế giới hỗn loạn. Thì mình nói chung tình yêu thì nó sẽ đến một cách cũng ngẫu nhiên và mình tùy duyên. Yêu trong lúc mà thời thế nó hỗn loạn nghe cưng nha. Bình yên đi nghe cưng nha. Thì em nhìn thấy bạn này cũng xinh, dễ thương. Cảm ơn. Thì cũng chắc là cũng cái mẫu người đang tìm. Ốm ốm sương sương phải không? Dạ, sương sương giờ nó thương. Sao bên này? Em nói chung cũng cũng hơi đúng gu. Đúng quá, chứ còn hơi gì nữa, thiệt tình luôn, còn mình đặt mất cỡ nữa. Rồi nói đùa thôi, bây giờ á chị Tường sẽ dành riêng cho hai bạn một ít thời gian. Yeah. Chương trình mình là hẹn ăn trưa nên bây giờ mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái. Cái Tường xin mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là khao ọp, có nghĩa là cơm chiên trái thơm. Món ăn này được kết hợp từ nguyên liệu như là trái thơm nè, hành tây nè, heo xông khói nè, lạp xưởng, trà bông nè và hạt điều, và kết hợp với các gia vị Thái đặc biệt như là nước mắm mực, bột cà ri, tạo cho món cơm chiên của mình một cái hương vị rất đặc biệt, rất khác lạ và mang nét đặc trưng của Thái Lan. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức món cơm chiên nha. Dạ. Rồi nhớ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, ít phút nữa Tường sẽ quay lại. Mời em Dục. Dạ đúng rồi. Em làm ở Bình Dương hả? Dạ đúng rồi. Em ở Gò Vấp nhưng làm Bình Dương. Bình Dương. Anh làm bên quận 2 này này. Còn nhà thì ở thì bên quận 9. Quận Đức mình nhá. Quận 2 qua Gò Vấp hơi xa. Không, chạy Phạm Văn Đồng lên là tới rồi. Em thấy chạy mười mấy cây lắm. Nhớ rồi em. Để em ăn đi. Thế quan điểm của tình yêu của em như thế nào nhỉ? Em nghĩ thì cần người chia sẻ là nhiều hơn. Vì thứ nhất về công việc này nhiều áp lực hơn. Rồi thời gian cho gia đình cũng có thể là hơi không, nói chung là không có giống như những bạn hành chính.
Anh hiểu, cái công việc đấy anh không hiểu. Thì anh thì cũng là nhận xét là cũng một người là có thể là chia sẻ được công việc nhà anh có thể làm được. Thế còn quan điểm tình yêu anh là phải chân thành và chia sẻ cho nhau. Cái gì mình chia sẻ nhau thì đi dễ hiểu hơn. Anh có nóng tính không? Anh không có nóng tính. Anh ở quê được. Giờ hiện tại mình làm trong ngày ổn định đúng không? Ừ, đúng rồi. Ví dụ lập gia đình mình có về quê không? Không, anh thì làm cái này ở đây luôn. Thì anh chuyển hộ khẩu trong này rồi. Là ý là mình xác định ở đây? Xác định trong này luôn. Nếu mà hẹn mình tin tức được với nhau á, thì khoảng bao lâu em mới lập gia đình? Nếu em xác định á, thì khoảng tầm 5 đến 2 năm, 2 năm rồi. Bây giờ đang đi học đúng không? Dạ đúng rồi. Thì đôi khi lấy chồng về thì vẫn đi học bình thường thôi, gì đâu. Thì chồng về chồng lo. Nhưng mà quan trọng có tạo điều kiện không ấy? Có gì đâu, điều kiện được. Một khi đã xác định rồi thì người ta nói là 9 bữa là 10 mà. Đúng không? Thì có điều kiện thì gặp thôi. Em cũng nghĩ vậy. Nói chung vì do hiện tại mình cũng nghĩ là 1-2 năm nữa thì đến lúc đó học cũng sắp xong rồi. Nên cũng cố gắng. Sao cơm chiên Thái Lan ngon không? Ăn được chị ạ. Được ha. Ăn ngon là một chuyện mà nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Cũng được nhiều rồi chị. Mà hẹn hò sao? Chắc sau chương trình là mình hẹn luôn. À đúng rồi, xong chương trình là mình đi luôn đúng không? Cơ hội ngàn năm có một đúng không? Lấy vợ về có cho vợ đi làm không? Ủa có chứ chị. Mấy mốt vợ vẫn đi làm mà vẫn dạ. đi đêm vậy đó. Thì công việc của vợ thì phải chịu thôi chứ. Nếu như mà tại vì cái nghề của bệnh viện là cũng thật sự là nghề rất cao quý. Thì làm đêm thì nói chung làm nguyên đêm. Làm nguyên đêm luôn. Bữa nào anh nhớ quá rồi anh đem gối tới bệnh viện ngủ chung luôn được không? Trọng qua được là mấy lớp bảo vệ là được ạ. Còn lại em thì hoan nghênh hơn. Vậy ly cà phê xong chị? Ly cà phê xong chứ gì, dễ vợ mà đúng không? Bồ bịch thì nó sợ có gì ghen tuông tâm cho vô chứ vợ ta cho vô. Mỗi bạn sẽ bóc một lá bài ha. Trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Chương trình đưa ra chứ không phải chị Tường đưa ra nha. Mình thực hiện những yêu cầu trong này để cho nó vui, để cho các bạn có cơ hội tiếp cận với nhau hoặc là hiểu nhau nhiều hơn. Rồi ưu tiên bạn gái trước. Đọc lớn lên. Thử đặt một biệt danh ngọt ngào và đáng yêu cho người đối diện và gọi người ấy thật tình cảm. Em nghĩ là Candy ạ. Là Candy. Là kẹo gì? Ngọt à? Kẹo ngọt rồi, nói với anh đi. Candy. Đi sao? Nói sao chứ? Trời ơi, nhìn ảnh đi, nhìn tôi làm chi thôi, tôi quay chỗ khác, tôi đi chỗ khác nè. Chào anh Candy. Trời ơi, cái đó phải chào, người ta là gọi tình cảm, có nghĩa là hai người đã thương nhau rồi, đã yêu nhau rồi, đúng không? Đặt tên ta biệt danh, bây giờ gọi người ta, ví dụ như anh ơi, gì đó, thí dụ kiểu vậy đó. Chứ không phải là chào anh gì, nãy giờ chào gì nữa. Làm lại đi. Trời ơi, khó à. Nhìn vô người ta đàng hoàng, nhìn ảnh. Hai anh. Cái gì hai Candy? Candy của em. Trời ơi, Candy của em. Chị bên đây người ta gọi bên đây cười, mắc cỡ gì nữa. Rồi tới em. Cười là vui. Vui không? Vui. Candy của em, nhớ nha. Mốt của em khác là mệt lắm ạ. Đọc lớn lên coi. Bạn nam hát, bạn nữ múa minh họa hoặc ngược lại. Thôi để em hát. Em hát? Dạ. Rồi em hát bài gì? Một con vịt đi ha. Trời ơi, rồi ra đây xin mời em ra sân khấu, này là của em. Biết bài một con vịt không? Chắc biết chứ chị. Rồi đứng hỗ trợ ảnh đi, em đứng hát bên đó, rồi ảnh múa bên này. Một con vịt sẽ ra hai cây canh. Ủa, cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Cái vịt gì kỳ vậy? Lại con vịt gì kỳ vậy? 2, 3. Một con vịt sẽ ra hai cây canh. Nó kêu là quá quá quá. Gặp hồ nước nó bị bà bị bong. Lúc lên bờ thấy cái canh cho khô. Thấy cái canh cho khô. Trời ơi, ông làm chán quá à. Tao không bơi đồ, phải bơi đồ. Có được có cái cọp cọp là chứ không được gì hết trơn trời á. Rồi bây giờ hỏi hai bạn một lần nữa nè. Bây giờ còn những cái chuyện gì mà mình nãy giờ mình chứ, ví dụ như là, ví dụ sau này kết hôn với nhau thì quan điểm của em là kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? Chắc là vợ chị ạ. Tại vì nữ thì cái gì chi tiêu hợp lý hơn là nam nhiều. Ừ. Có khi nào vũ phu không? Dạ không, em không thích, không ghét nhất những người đánh phụ nữ. Ví dụ như lúc mà em giận hay là có gì đó bất đồng trong gia đình thì em muốn cách giải quyết như thế nào? Dạ, em nếu mà bất đồng quan điểm hay gì thì em nghĩ là cũng cho thời gian suy nghĩ xong rồi sẽ nói với nhau chứ không có im lặng. Nhưng mà cuối cùng rồi một cái vấn đề đó nó vẫn bất đồng quan điểm thì cuối cùng ai sẽ là người quyết định? Nếu mà tới mức mà khó, tức là khó giải quyết thì cần một người nào đó mà mình tin tưởng trong gia đình
người đó sẽ là người đứng ra mình giải quyết. Có nghĩa là mình nếu hai đứa không giải quyết được thì mình sẽ tìm một người thứ ba, một cái người nào đó mà có uy tín giữa hai bạn, đúng không? Ví dụ là ba mẹ, anh chị bạn, hoặc là cũng có thể bạn bè mà người mà mình có thể tin tưởng được. Đó cũng là một cách giải quyết rất hay. Thế em nghĩ trong gia đình thì ai sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng? Em nghĩ chắc là nam quyết định. Lý do tại sao em nghĩ vậy? Tại vì người chồng thì có sự quyết đoán nó vẫn tốt hơn là đấy. Còn nếu như không thì là mình người chồng sẽ là hỏi ý kiến của vợ rồi tham khảo rồi đó sau đó quyết định sau cũng được. Nhưng mà tốt nhất là có một cái việc gì đó chẳng như mình hỏi là vợ ơi cái như này này kia rồi sau đó mình quyết định. Vậy là hỏi cho có lệ thôi. Có không ý là tham khảo chẳng như có được có nên hay không á. Rồi mà vợ nói không thì cũng kệ vợ vẫn làm. Không thì mình phải suy nghĩ lại chứ. Để lý do tại sao? Rồi mình mới đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên ý kiến của vợ. Tự nhiên vợ nói cũng như không, mình vẫn quyết định rồi thì hỏi làm gì? Em nói là tham khảo ý kiến. Tham khảo, nhưng mà nếu vợ nói đúng thì vẫn theo ý kiến của vợ. Rồi, dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi, đó là thời gian tìm hiểu, nói chuyện nãy giờ. Bây giờ hai bạn nhìn thẳng nhau qua trái tim này ha. Và bây giờ chị cho các bạn 30 giây nữa thôi, hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Rồi cuối cùng mỗi người sẽ nói một câu nữa về đối phương. Bây giờ mình đang nghĩ gì? Cảm xúc của mình như thế nào? Hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào trước khi chúng ta quyết định là có đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau hay không? Rồi mời hai bạn hãy nhìn nhau đi. Để mình chứ. Đây là một cái duyên. Anh hy vọng là mình sẽ trao nhau cơ hội để mình có thể là tìm hiểu nhau. Nếu như được thì mình là tiến tới xa hơn. Còn không thì là bạn. Nếu như được mà không có cái vé thứ hai. Còn nếu như không thì có thì như là... Anh hy vọng chắc là chắn là sẽ được. Em cũng hy vọng là mình sẽ cố gắng tự tìm hiểu và tạo cơ hội cho nhau nhiều để có thể chia sẻ được. Nếu như chúng ta bấm nút là chúng ta đồng ý trở thành bạn trai bạn gái với nhau, tìm hiểu nhau để tiến xa hơn. Còn cái chuyện tiến xa được bao nhiêu là do cái sự vun đắp của hai bạn. Nhưng mà khi đã bấm nút là chúng ta quyết định là chúng ta tìm hiểu nhau, chứ không phải đây là cái nút bấm mà để mà làm bạn hay nói chuyện hay uống ly cà phê rồi thôi rồi giải tán, là không phải. Cho nên mình suy nghĩ thật kỹ, lúc này có rất là nhiều người đang theo dõi mình. Mình bấm là mình trao đi cái duyên rồi mất duyên, hiểu không? Nếu mình thích, rung động, rõ ràng mình thấy là cái anh này hay là cái cô này đúng là cái mẫu người mình thích nè, có thể có tiềm năng tiến tới xa được thì mình mới bấm nút. Còn nếu mình cảm thấy không, người này không phải cái người tôi mong muốn, thì chúng ta không cần vì lịch sự, không cần vì bất cứ một điều gì hết. Mình chỉ bấm bằng trái tim của mình, bằng lý trí, bằng suy nghĩ của mình thôi. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm á, nhắm mắt lại. 1 2 3 Có bấm không vậy? Được rồi. Bấm rồi sao nó không xong vậy? Ủa vậy bên này sao bấm không vô vậy? Để bên này. Có bấm không vậy? Có chứ. Có hả? Dạ. Sao nó không cháy đèn? Do điện. Do điện? Dạ. Chắc bị chập điện quá. Rồi mời hai bạn qua bên đây. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ chúng ta đã chính thức là một cặp đôi tìm hiểu nhau. Và chị Tường sẽ hy vọng rằng hai bạn sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn, quan tâm đến nhau nhiều hơn để có thể sớm đưa ra quyết định về chung một nhà. Và để kỷ niệm cho ngày hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, xin mời hai bạn hãy dành cho nhau một nụ hôn đầu tiên. Không, hôn má. Có xem chương trình hẹn chưa chưa? Trời ơi, mắc cỡ e thẹn nữa. Là bản thân của mình. Em tên là Phan Bá Quang, sinh năm 1995, quê quán Hà Tĩnh. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Thủ Đức. Thành phố Thủ Đức là mình ở đâu, khu vực nào? 41 Lam Sơn. Rồi cây ra thành phố Thủ Đức. Rồi, tiếp tục. Hiện tại em đang làm nhân viên sửa chữa xe. Là tư nhân. Là tiệm sửa chữa xe là ngay cái chỗ mà em mới vừa đọc địa chỉ đó, hả? Dạ. Rồi. Thu nhập mình ổn không Quang? Thu nhập em còn ổn. Khoảng bao nhiêu? Mình cứ cụ thể đi em. Mình cứ ở đây là cái buổi này thì em cứ chủ động em chia sẻ ha. Thu nhập em bình quân một tháng là 10 triệu. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình, tình trường của mình là gì, mình cứ chia sẻ ha. Điểm mạnh của em là thích nấu ăn vì vui vẻ, hòa đồng. Còn điểm yếu thì nhút nhát, ít nói chuyện.
tình trường thì em chưa trải qua mối tình nào cả. Chưa có để ý ai, chưa có rung động ai luôn hả? Đúng rồi, tính chất là do công việc làm, thời gian ít khi đi chơi đâu nên mình toàn dành thời gian làm thì không để ý đến ai cả. Ừ. Rồi. Thường là em làm từ khung giờ nào tới khung giờ nào mà em nói em không có thời gian? Em thì thường làm 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Rồi từ 8 giờ tối đến lúc đi ngủ là ở nhà luôn, không đi đâu hết. Ăn uống xong về phòng nằm bấm điện thoại thì đi ngủ. Rồi ai đăng ký cho em tham gia chương trình này? Em đăng ký. Tại sao em đăng ký? Bởi vì mình giờ cũng thấy cảm giác nó cũng nhiều buồn rồi, mình muốn có người đồng hành. Nên mình đăng ký chương trình. Mà trước giờ em có từng thích ai chưa? Hồi xưa đi học thì cũng khó thích, mà sau này tính chất ngồi nghiệp một nơi thôi. Em vào trong thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào trong này được 15 năm rồi. 15 năm hả? Dạ. Là vào từ lúc 12 tuổi đến bây giờ đó hả? Dạ. Vào đấy là lúc mình vào đi với ai? Em vào một mình, em hồi đó em vào đây đi lập nghiệp đi làm ăn sớm. 12 tuổi thì vào đây ai nhận em làm? Nói chung có người quen trong này thì xin chưa học nghề sửa chữa xe tới giờ. À, là đi học nghề từ năm 12 tuổi? Dạ. Là bây giờ là em đang làm, là em đi làm thợ cho người ta hay là của em? Em đi làm thuê cho người ta thôi. Làm thuê cho người ta. Có ý định tương lai là sắp tới là mở tiệm của mình không? Dạ, em đang có ý định sắp tới mở tiệm. Có nhiều vốn chưa? Vốn thì chơi nhiều gì. Được khoảng bao nhiêu rồi? Tầm thì 100-200 gì. Tầm 100-200 rồi. Là tiền đấy là đang tiết kiệm, là em đứng tên hay là chuyển về cho bố mẹ giữ dùm rồi? Em của em. Còn bố mẹ thì tháng thì cần gì thì em cung cấp về thôi. Và bố mẹ vẫn đang ở Hà Tĩnh? Dạ. Rồi em có anh chị em gì không? Dạ có. Bao nhiêu anh chị em? Dạ, sau ba em nữa. Sau còn ba em nữa? Dạ. Ba anh trai em, gái em? Hai gái một trai. Thì em là con đầu? Dạ. Rồi, thế bây giờ bận rộn như thế đi làm từ 7 giờ sáng, 8 giờ tối để tạo cái thói quen là ăn xong rồi lên giường nằm lướt điện thoại như thế, thì bây giờ có bạn gái rồi sao? Có bạn gái thì nó đổi lịch thời gian khá xuyên gì. Là có thời gian để dành cho bạn gái đúng không? Dạ. Trước giờ có ai giới thiệu bạn gái cho em không? Trước cũng có qua mối quen người mà người ta không ưng mình thôi. Mình có thổ lộ với người ta không mà biết người ta không ưng mình? Nói chung là mình nhìn người ta biết là người ta không ưng mình rồi thôi. Mình nhìn thôi là mình đã biết rồi. Dạ. Người ta làm sao mà người ta không ưng mình, kể nghe coi những cái hành động nào. Thì người ta cứ đánh né mình về gì nữa này. Vậy nên em không ấy. Nói chung thích một người mà ta cứ tránh né thôi thì không tiến tới được luôn. Dạ đúng rồi. Rồi dạo này sao, có để ý ai nữa không? Dạ không. Chết do công việc thôi, để làm đi, làm đi. Lần này đăng ký nhờ chương trình thôi nhé. Đăng ký nhờ chương trình thì mình cũng phải là mạnh dạn vui vẻ lên ha, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho bạn gái. Chứ mà cứ về mình cứ làm xong rồi cứ ngã lăn ra chơi điện thoại xong rồi ngủ luôn rồi, bạn gái thời gian đâu mà tìm cho bạn gái. Lúc đó tụi chị bị mán vốn nữa. Mình có bạn gái thì mình thời gian nó khá hơn. Còn những đâu, em cho chị một khoảng thời gian nào mà em hẹn với bạn gái ơi. Thì thế dù mình làm đó thì giống như sáu khoảng 6 giờ 6 rưỡi mình về rồi tắm rồi bạn gái đi chơi thôi. Mình dành thời gian ngoài, còn nếu mà trước đây thì giống như mình không có bạn gái đồ thì mình dành thời gian làm, còn về có bạn gái thì mình đến giờ khoảng 6 rưỡi mình về mình tắm rửa. Tắm rửa xong đưa bạn gái đi ăn đi chơi. Rồi, em có tài lẻ gì không? Hát hò này kia biết không? Dạ, em không. Không có tài lẻ gì luôn, chơi thể thao này cũng không biết luôn. Không có tài lẻ gì hết hả? Dạ. Chỉ có đồ, nấu ăn đồ thôi. Nấu ăn thì nấu được cái gì?
Món gì em nhìn qua người ta là lần sau em bắt lại là em nấu được. Ừ. Rồi, mẫu người của em mong muốn là gì? Ngoài những chị nhìn dễ nhìn, chị thấy trong đây em ghi đẹp nè. Đẹp là đẹp làm sao, dễ nhìn là dễ nhìn sao, mình mô tả chi tiết giùm chị ha. Thì nói chung là ngoài những chị nhìn là được thì nó... Tại vì dễ nhìn của em nó khác với dễ nhìn của chị, hoặc là dễ nhìn của bạn quay phim hay là mấy anh ở đây. Mình phải cho một cái cụ thể cái chi tiết. Rồi cao, mép máy, da trắng, da đen, mặt mũi làm sao, tóc dài, tóc ngắn hay cái gì đó. Ừ, công việc này kia, chứ không phải là dễ nhìn là được ha. Rồi người gái thì cao tầm 1.5m. Ừ. Tầm 1.5m là đổ lên thì nói chung là người vừa. Vừa thôi hả? Không thích mặt hả? Nói chung vừa thôi, đừng mập quá. Ừ. Thì nói chung là công việc thì cũng được. Thì mình giờ mình có công việc tương lai thì sau này thì nếu mà không làm công ty đồ thì làm công việc ngoài thì về thì không người cùng làm. Ừ, mà không có cần bạn gái có công việc luôn. Về em mở tiệm sửa xe rồi bạn cùng làm với em thôi. Yeah. Ừ, về làm chủ luôn đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Rồi có năm trước hay là gì không Quang? Em á? Không có gì luôn. Không có gì luôn hả? Rồi tuổi tác bạn gái, quê quán bạn gái thì sao? Nói chung tuổi tác bạn gái thì tầm sinh năm 93 đầu xuống 2000. Ừ. Nói chung quê quán thì nói chung người miền Trung được. Ưu tiên người miền Trung, rồi còn miền nào nữa không? Nói chung là ưu tiên miền Trung, miền Trung thôi. Chỉ là trong khu vực miền Trung thôi? Dạ, những Tinh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Ừ, rồi những miền khác là không được luôn? Dạ, miền khác nó xa quá. Em đang dự, em đang ở Sài Gòn, bạn nữ đang ở miền Trung, rồi sao em quen bạn đó, em về quả hả? Nói chung quê quán bạn đó thì miền Trung. Nên nếu mà quen biết thì quen biết trong Sài Gòn này thì nhưng người bạn gái đó quê cùng mình thì sau này đi lại nó dễ, vẫn dễ tiền. Em có trong cái hẳn mấy cái hội mấy người tìm người yêu miền Trung đồ không? Về thanh vô mấy cái hội đó mà tìm bạn gái thêm nha. Ok, chị ghi nhận ở đây, chỉ là quê miền Trung thôi. Rồi còn cái gì nữa không? Hết rồi hả? Không biết hát hò, không biết thể thao luôn, không biết gì hết hả? Rồi sao chị dớt em vô vòng trong đây? À thôi em hát dở lắm. Hát dở lắm hả? Chị đây chị đâu phải của thi ca hát đâu. Chủ yếu là em, chị đang muốn là nhìn thấy em sự mạnh dạn, nói chuyện với trước với chị thôi. Chứ chị không có yêu cầu em hát hay. Vậy sao? Ok không? Được không? Em hát thì đồ không thuộc lời đâu. Ừ. Yeah. Rồi, em còn cái gì giờ muốn nói với tụi chị nữa không? Yeah. Ừ, ok. Cảm ơn em. Rồi em mời tiếp theo là ai vậy em? Dạ, anh Khoa. À, ok. Dạ, em mời anh Khoa. Rồi, chào bác. Dạ. Mình cứ cầm cái ngồi đây. Cảm ơn. Dạ. Chào mấy em. Dạ. Tên gì em? Nhạn. Nhạn hả? Dạ. Ừ. Dấu hỏi luôn ha. Dạ. Rồi, hello Nhạn. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi. Em giới thiệu về bản thân này. Công việc quê quán của em thì sao? Đang làm công ty lâm ở Quế Ngắt, Bình Dương. Làm công nhân hả? Dạ. Công ty gì em? Công ty Long Di. Công ty nào làm đấy gì em? Làm ngay đôi dép á. Sản xuất dép hả? Dạ. Ừ. Mà em làm công nào? Ép đế, ta chạy cái dép. Câu ép đế. Ép đế, ép cái đế vào rồi may rồi ra thành cái dép hoàn chỉnh đó hả? Dạ. Công đoạn cuối đấy hả? Công đoạn đầu tiên chứ. Công đoạn đầu tiên của cái chiếc dép. Ờ. À, còn cuối là kiểu cắt gọt mấy cái râu ria rồi sơn bóng các thứ nữa đúng không? Ừ. Thu nhập ổn định không em? Tháng 11 triệu đó. Ừ. Đang sống trọ hả? Dạ. Trọ với ai? Ở trọ bên anh. Mình nghe thôi hả? Dạ. Gia đình đang ở An Giang luôn hả? Chị với em gái đang sống gần luôn. Ờ. Còn ba mẹ thì sao?
ba mẹ em vui. Rồi, chuyện này thì yếu của nhãn là gì nè em ơi? Tại vì ở đây đi làm rồi gì nằm bấm điện thoại xong rồi ngủ cho em ngủ chứ đâu có đi tính đi chơi. Rồi rồi sao tìm bạn gái đây? Làm việc, điện thoại, ngủ, lấy đâu bạn gái thì thích giao lưu với bạn bè nên không biết sao nên gia đình mới. Ai đăng ký với anh tham gia chương trình này? Tự mình đăng ký tại nhà, nằm buồn ở nhà, rồi bấm điện thoại, rồi tự đăng ký luôn. Anh có biết là khi mà tham gia chương trình thì tụi em cũng sẽ sàng lọc qua casting đủ thứ hết. Thì mình cũng phải mạnh dạn lên, mình cũng phải chia sẻ, rồi mình cũng phải có những cái thời gian để dành cho bạn gái. Cái thời gian thì nếu mà có bạn gái thì mình dành thời gian được. Tại vì nếu mà mình cùng mình thì mình đã còn có bạn gái thì mình đã dành thời gian cho bạn gái chứ. Thì khi có bạn gái thì mình phải dành bạn gái đi chơi. Còn không còn có mình nên ở nhà thì cũng ở mình nên. Anh làm trong công ty nè, biết bao nhiêu cô công nhân là nhưng mà con gái là sao anh không tha, không có cô? Trong công ty đó người ghét người là thương mình, người này nói chuyện qua lại thì đoạn rồi nên không thật thấy không hợp. Anh đã tìm hiểu bao nhiêu cô trong công ty rồi? Cũng nhiều lắm rồi nhưng mà thấy không được. Ừ, tại sao không được? Liệt kê những cái lý do. Nhiều người thích mình thì người ta nói tiêu, còn người ta ghét mình, người ta nói ra cho người đó, rồi người ta kiếm mâu thuẫn nhau nên không hợp. Ừ, mâu thuẫn về chuyện gì anh? Thì cũng như nghe người khác nghe trăm ca chọc vô rồi đó. Ừ. Là nói anh thì sao? Thì nói cái mặt xấu mặt tốt, ngọt nào là không tốt, người ta ghét mình thì người ta nói mọi điều kiện để cho mình, người ta không thấy thích mình á. Nói chung nói xấu. Ừ. Rồi ưu điểm nhược điểm của anh là gì? Chị về ưu điểm. Cái đó thì được không? Cũng đâu có ưu điểm gì cái gì đâu. Điểm mạnh, điểm yếu. Mình phải có những điểm mạnh của mình chứ. Ví dụ như mình biết làm cái gì, mình có thể hát hò không, hay là mình có thể nấu ăn không, hay cái gì đó. Còn điểm yếu là những cái gì mà mình sợ. Làm gì rồi chứ đâu không phải ít, có ca hát mà cũng ít. Có nấu cơm được không? Được, nấu cơm, nấu ăn uống được cũng được. Mà cũng ngon, không ngon mà, không ngon gì mấy. Ừ. Anh có thể xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi đúng không? Anh thấy người ta lên chợ người ta mạnh dạn không? Anh có thể là anh được bao nhiêu phần trăm giống mấy cái anh trên đó? Tại vì lần đầu tiên lên sống nên cũng chưa có chắc không được mà mấy phần trăm luôn. Không được mấy phần trăm luôn. Thiếu tự tin vậy à. Rồi ưu điểm không có, rồi nhược điểm thì sao? Ưu điểm chỉ có nấu ăn thôi, còn nhược điểm, những cái điểm yếu của mình. Rất nhẹ dạ tin người. À, rất nhẹ dạ tin người. Rồi, có ai bị lừa chưa? Có bị ai lừa chưa? Bị rồi, cho nên mới... Bị người ta lừa nhiều không? Có hai ba người rồi thôi chứ... Ừ, lừa gì á? Thì bạn bè quan hệ qua lại, giao thiệp qua lại đó, rồi mình tiền bạc, rồi mà mình không nhận thiết, thấy không ổn nên thôi. Ừ, mượn tiền, là con gái mượn anh đó hả? Là anh tìm hiểu người ta, xong anh cho người ta mượn tiền. Rồi, hai ba người luôn, mà không rút kinh nghiệm luôn. Xong rồi sao? Rồi không quen nữa hả? Xong. Rồi. Xong rồi chia tay luôn. Nhiều không anh? Hai ba người đó có nhiều, có ngon ngon, hai chị bạc, chín đậu mà. Người ta một, hai người thôi, này ba người luôn. Đó nó nhẹ dạ như tên người rồi, cho nên mình lúc không có kinh nghiệm được. Ừ. Rồi mẫu người yêu của anh như thế nào? Mẫu người yêu của mình cũng đơn giản, tại vì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, cho nên nghiêm kiếm người nào, là nếu mà người ta thấy thích mình, hợp với mình thì cứ việc tiến tới. Ai biết ai thích anh? Anh phải miêu tả như mấy cái anh nãy giờ nói chuyện chứ, nãy giờ em cũng đã nói nhiều rồi mà. Dạ. Mỗi người của mình là chỉ là yêu cầu nó giao tiếp thoải mái, chiều cao cũng bình thường thôi. Rồi còn gì nữa không? Quê quán, tuổi tác? Không quan trọng. Ừ, lớn anh cũng được luôn. Ừ, một hai tuổi không đâu quan trọng gì đâu. Ừ. Rồi về nè.
tức là từ giờ tới lúc ghi hình ấy, mình còn thời gian, cho nên về em phải kiểu như thoải mái, tự tin hơn. Ví dụ như có cái năng khiếu tài lẻ hát hò gì, bình thường hát vui cũng được, không sao cả. Tại vì mình không phải đi thi tuyển ca sĩ, mình lên để nó thay đổi không khí thôi. Giống như em đang nói chuyện với các chị nên nó hơi bị, không khí của mình nó hơi bị trùng. Mà bây giờ mình không có hài hước, không có vui vẻ. Chị nhìn mặt em thì cũng hài đấy, nhưng mà chắc là chưa đúng chỗ hài thôi, đúng không? Mình phải vui vẻ hài hước lên thì bạn gái đối diện với bạn ấy mới cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này là cái anh chàng tính tình cũng thoải mái, vô tư. Ok, mình về, mình sau này mình có quen bạn ấy, mình không phải suy nghĩ nhiều. Mình không phải bị quá là phải mất thời gian mình suy nghĩ, hay là mình phải khổ, hay là mình phải vất vả cái gì cả. Em phải thoải mái, em vui vẻ lên, tự tin lên thì bạn gái người ta mới dành cho mình cái cơ hội nha. Nhiều khi mình thích bạn gái quá nhưng mà mình không thể hiện ra điều gì thì làm sao bạn gái bạn ấy thích mình được nha. Đó, nên là về ngoại hình các thứ thì cũng ổn đấy, nhưng mà phải nói chuyện tự tin hơn, phải mạnh dạn hơn nữa nha, chứ không phải nhạt nhẽo quá là các bạn gái các bạn ấy chạy mất dép luôn. Ok chưa? Rồi, ok, cảm ơn em nha.